Chào bà chủ nhá. Con chuẩn bị đi Đà Nẵng, bà chủ xem con mấy bộ đẹp đẹp tí. Con thích bộ Paris xanh với xem anh này xem nó đẹp không? Con múc hết nha, múc mấy bộ luôn đấy. Này bà cầm lấy cho con bộ này được không? Bộ này bà thấy con mặc vừa không? Chuẩn luôn. Đây nha, con lấy bộ này nhá. Bộ này được đấy nhờ. Được rồi, con lấy một bộ này, con lấy mấy bộ cơ? Lấy cả bộ này nữa để đi ấy. Đi biển. Đi Đà Nẵng mà, đi Đà Nẵng cả vợ cả con luôn. Đây nhá. Lấy hai bộ này nhá. Lấy thêm bộ nữa. Đây để con lấy thêm một cục cọc tay nữa. Đây con lấy bộ này nữa nhá. Ba bộ. Con lấy ba bộ này. Con lấy ba bộ nhỉ. U xem cho con đôi dép rõ. Con lấy lốt bộ này nhá U nhá. Bốn bộ. Khá thì bốn bộ đi biển mặc vừa chứ nhỉ. Con lấy dép nữa. Đôi dép đi. Dép đây được. Đấy, đi vào. Rồi đi đôi này xem nào. Ưng Hoàng Phúc được không? Sai, con đi sai 38 không biết vừa không nhỉ? 38 đây à. Đây nhá. Lấy đôi này nhỉ, đôi này vừa nhỉ U nhỉ? Thử xem cả đôi này nữa. Ở đây đây con này đôi này vừa rồi, đôi này 38. Đây 39 à. Hót một đôi, hai đôi. Lấy một đôi này à, một đôi này, hai đôi này được nhá. Chơi hai đôi. Cả ba bộ quần áo kia nhá. Đi du lịch xem cái lốt cái túi này nữa nhở. Đây. Và đeo lại anh nhá. Rồi, đeo vào. Đây được tiền, được bao thuốc, bao thùng được ấy nhỉ? Rồi, có vào tiền tấn, tiền tỷ. Đây được cả thuốc này, thuốc lủng đây được rồi nhỉ? Tiền giấy tờ. Cô gói hết cho con nhá. Đây mấy bộ này này. Cô gói cho con này. 4 bộ. Bộ này là 2 này. Đấy nhá. Cô gói hết con đồ nhà mình đẹp thật đấy nhỉ. Lần sau con mà đi tiếp con lại ra ủng hộ tiếp nhá. Chúc bộ. Đây. Ủng hộ hết nhà U luôn đấy. Khách quen đấy, mấy lần mua của nhà U rồi gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Đây U có giá của bình thường đấy nhá. Đấy U gói hết cho con đi.